Nói chị đi. Con làm gì á? Con lại đó con dọn dẹp giùm mẹ phải không? Hả? Hả làm gì? Đó 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 đó, kéo thẳng ra, kéo cho thẳng ra. Á à, trời ơi nó lại bứt cái miếng đó luôn rồi. Rồi nhét vô cái miệng của ông Lân kỳ vậy trời. Trời đất ơi, coi chơi được không? Mình biết bà gì? Purple. Purple hả? Con nói gì? Rainbow. Đó, hồi nãy đi là thấy Rainbow, cái chỉ Rainbow. Bây giờ chay biết nói Rainbow rồi đó cô chú. Con nói đi chay Rainbow. Rainbow đâu chỉ cô chú coi, Rainbow đâu? Hồi nãy con thấy Rainbow ở đâu đâu? Chỗ nào, chỗ nào? Chỗ nào chỉ coi, chỉ coi. Đừng có đứng lên đó té. Đó, lên ngựa chạy đi, lên ngựa phi, phi ngựa cho cô chú coi đi. Đi, lên ngựa phi đi. Đó, lên đi. Đúng rồi, phi phi mạnh nha, phi nhanh nha. Đó. Trời ơi, ui trời. Đó, quy nhìn chóng mặt luôn không? Đứng luôn luôn không? Đứng lên ngựa luôn không? Thử họ họ có biết làm không nha. Làm gì vậy chốn mà? Chay, đứng lên ngựa thôi coi, đứng lên ngựa xiết thôi coi. Đứng lên ngựa xiết coi. Đó. Nó mẹ mẹ đố con hả? Sao mẹ đố ai chứ mẹ đố con là chịu thua rồi đó mẹ. Thiệt á chứ. Đố ai chứ đừng đố chay. Gì kiếm gì chơi? Ra đây cái bình trà ra đây. Mở bình trà lên nhãn bảng coi. Chay, bình trà ra rồi chay. À đây nè bình trà nè. Rồi, mở bình trà lên nhãn bảng coi. Rồi đây con gì nữa? Con gì đâu rồi? Con búp bê đâu rồi? Búp bê biết hát đâu rồi? Búp bê biết hát đâu rồi? Búp bê không tình yêu á. Bữa nay bỏ vỏ này xuống đây là dễ chơi nè. Lục đồ gì lục ra hết đi con. Chơi đi con. Con chơi xong là con tự đỏ bỏ đồ vô lại nghe chưa? Cái đó là biết gì không? Cái đó là đè búp bồ đó. Thổi bong bóng đó đây đây mày làm cho. Con ạ, con đưa mẹ hai tay đàng hoàng. Đưa hai tay đàng hoàng. Nè con cầm vậy nè. Con cầm vậy nè. Nó bậy à. Đưa nè, cầm vậy nè, cầm vậy nè. Đó, con cầm đưa cho mẹ. Đúng rồi, đưa mẹ hai tay nha. Rồi đưa đây mẹ làm cho. Hai tay, đưa hai tay đàng hoàng. Để chút mày chỉ cho, chỉ chút mày chỉ đưa hai tay rồi. Lại lên ngựa ngồi đi, lên ngựa ngồi chờ mẹ đi. Đúng rồi. Lên ngựa ngồi chờ. Sẵn chơi luôn, đúng không? Mình phải lên ngựa ngồi chờ sẵn mình chơi luôn thôi. Ủa trong đây không có cái cây thổi chay ơi. Không có cái cây thổi. Cái cây thổi đâu rồi? Có nước không mà chứ không có cây thổi. Cái cây thổi đâu? Cái cây thổi búp bồ đâu? Cái cây thổi đâu con chỉ mẹ đi. Chỗ nào? Kiếm ơi trong cái vỏ này có không? Thôi, mệt quá hát bản đi. Chơi bản sầu tím thiệp hồng đi. Từ lúc quen nhau chưa nói. Hãy đi. Không hát à, đưa đây mày hát. Không hát, đưa đây mày hát à. Mẹ mở ra rồi mà không có cái cây để thổi bong bóng. Chứ không phải là mẹ không có mở cho con. Nè bây giờ chồng lên. Đó. Chồng lên. Đúng rồi. Oops. Chồng đàng hoàng bỏ trên thay đàng hoàng nhẹ nhàng đàng hoàng. Đó cô chú quên nữa, cô chú có thấy chay bữa nay có móng tay mới chưa? À, chay mới đi làm nail về đó cô chú. Ừ. Oh no. Con nói đi, oh no. Wow, hay quá. Fly up, bye bye.
Con nói sao? Oh no. Ôm em hả? Giỏi quá. Ru em ngủ sao? Ru em ngủ đi. Ru em ngủ đi. Biết hai cái đó là em đó, nên là ru, còn cái này không phải là em nè. Rồi bữa nay là một mỗi ngày là nó ôm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái bậy vậy? Cái đó bậy. Đừng đàng hoàng. Đàng hoàng phải kiên nhẫn đàng hoàng. Biết xong cái này có thể bắp bên này. Để con qua đây nè. Con qua đây nè. Con qua cái bàn này nè. Đó, con qua cái bàn này là con làm là em đứng dễ hơn. Mình phải kiên nhẫn chứ chưa gì cái là mình khóc rồi. Đó, con làm. Trời ơi, trời ơi. Giỏi quá, vỗ tay. Con có mặt này, có mặt nhăn kìa. Giỏi quá. Lấy em nó đi, đi lại lấy thêm em nó đi. Bồng em lại, đó, bồng lại đó, đó, bồng lại. Kẹp nách, kẹp nách. Kẹp nách nha, kẹp nách coi chừng thúi em nha. Sao? Đi đâu? Ở bên đây hả? Chơi, giờ là chơi, giờ là chơi, chơi sắp rồi dữ lắm cô chú, sắp chơi tới 11, 12 giờ đêm nữa. Sắp miết rồi đó, đứng sắp miết rồi đó. Có ăn bánh bèo phải không? Dạ, cái nào cũng được ba hay. Bà chấp ra luôn không vậy? Dạ. Ồ, đã quá. Sao giờ cầm ba đó làm gì hả? Đó, chay chay, con nhìn giống bạn, con nhìn giống bạn này nè. Bây giờ còn hình như bây giờ hiện tại con đang nhìn giống bạn này nè. Con mặc bộ đồ giống như cái gì đó, thủy thủ vậy chay. Thủy thủ Minnie Mouse. 1 2 3. Một. Sắp đó. Ba. Hai. Ba. Đúng rồi, vỗ tay. The wheel on the bus go round and round. Chu. Chu đó. Đúng rồi. One, two, be. Nhảy đi nhẹ ơi, gì đó. The wheel on the bus đi. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The mommy on the bus go through the town. Đây nè, còn cái nè. The baby on the bus. Chịu không nổi. Rồi gì nữa? Rồi rồi nè. The daddy on the bus go. 7. The daddy. Daddy làm gì? Go. I love you. I love you. Hả? Thấy chưa? Dù. Đúng rồi, dù. À. Trời ơi, cái em bé khóc làm thấy muốn giọng dân giọng dễ sợ. Chạy đi. The baby on the bus. No, no, the baby. The baby on the bus go. Rồi sao? Mẹ. Through the town. Giỏi quá. Ôi trời 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 trời. Sao dục hết vậy? Sao con dục em hết vậy? À. Mệt không? Té hả? Ừ, hôm nay em té hả? Ừ, té lụm lên đi. Té. Té, ừ, nó nói té đó. Đó, rồi, em té nữa rồi. Té nữa rồi. Lên ngửa đi, lên ngửa đi, lên ngửa đi. Rồi, con cho mẹ hả? Mẹ cảm ơn con nha. Làm sao? Đây là bàn tay đẹp đâu, khoe cho cô chú coi bàn tay đẹp đâu.
Đây nè, bằng tay đẹp nè. Tay đẹp đâu, tay đẹp đâu. Sao cho em, tại sao cho em nằm đó? Con nằm xuống con ngủ với em luôn đi. Nằm xuống ngủ với em đi, nằm xuống đi. Đó, nằm xuống ngủ. Ngoe ngoe mẹ ha. Chay nè, chay nè, bữa giờ quay chay quên làm cái này nè. Bây giờ chay làm cho cô chú coi nè. Bây giờ nè, quỳ xuống mô Phật cho cô chú coi, lại lên. Mô Phật, mô Phật. Mô Phật, mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đâu mô Phật chứ đâu phải ngủ. Mẹ mô Phật sao? Ô nô gì? Ờ em té rồi hả? Mà bây giờ con đạp xuống con Nam Mô Di Phật đây chay. Mô Di Phật kìa. Thôi để mẹ mô Phật nha. Mẹ mô Phật nha. Trời ơi sắp ba đứa nằm đó. Trời ơi con kìa. Con hôn em cái mẹ coi coi, hôn em cái mẹ coi. Hôn cái coi. Không hôn luôn hả? Sao kỳ vậy? Chay chay, bà cố chỉ con ngủ sao, con ngủ mẹ coi coi, ngủ sao? Bà cố phải không, bà cố ngủ phải không bà cố? Ngủ sao? Cô ngủ sao? Cô ngủ sao? Trời, nó đang giữ em đó cô chú. Nó bận rồi, nó bận giữ em rồi, nó không có ngủ được. Ngủ ai giữ em? Trời ơi, lấy cái tay vỗ 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 em kìa. Chị đi, come here. Thôi thôi thôi. Ờ trời, cho em nằm đó ngủ vỗ kìa, vỗ. Vỗ, vỗ y như mà cố vỗ nó vậy đó. Đó, vỗ vậy đó, đó vỗ ngủ. Hay ta. Vậy mà mốt mẹ ngủ không được, chay vỗ mẹ ngủ nha. Trời ơi coi kìa. Rồi dỗ em ngủ đi con. Dỗ sao? Dỗ sao? Lật lại đúng rồi, đúng lật lại vậy đó, đúng rồi. Dỗ đi, dỗ đi. Dỗ em ngủ trai kêu vỗ tay. Rồi con bây giờ con hát cho em ngủ đi, hát cho em ngủ sao? Âu ơ dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo. Gặp gần khó đi. Hay không? Phải ngày xưa, phải ngày xưa chay còn nhỏ là mẹ hát chay nghe bài đó đó. Khó đi mẹ dắt chay đi. Cự gì nữa? Anh nhớ ra. Vỗ đi con, vỗ em sao? Lấy cái tay vỗ vỗ em vậy nè. Vỗ 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 lên người em cho em im rồi. Em yên tâm em ngủ nè, vỗ em nè. Ôi. Đó vậy đó. Dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo. Gặp gần khó đi. Hả? Hát đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con thi trường học, mẹ thi trường đời. Rồi giờ quạt cái lương luôn nè. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Lên luôn, lên luôn. Đường dài mịt mùng anh không tới nơi. Rủ em, rủ em. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết kê chiến chúng mình, không than duyên em một mình. Hay quá, em ngủ chưa? Rồi em ngủ chưa? Em ngủ rồi. Im cho em ngủ, im cho em ngủ. Đúng rồi. Hai mẹ con chơi đồ hàng, đúng rồi, đúng rồi. Im cho em, im. Đừng có làm tiếng động cho em ngủ hay chưa? Gì nữa? Chó. Chó gì nữa? Nào nữa, chơi gì nữa? Lên, lên. Gì nữa, giờ lấy gì chơi nữa? Trời ơi, lấy banh hả? Đó, ba nó tự nhiên hôm qua đi mua trái banh này cho nó, con gái lứa mà ăn cứ banh bọng miết luôn, khổ dễ sao không? Whoop. Chạy đi, banh này rồi. Nè, lại đây, lại đây. Cầm đâu kìa? Cái banh này cứng lắm, cái banh này là để thải bóng rổ. Sao con muốn mẹ đá hả? Trời ơi, mẹ đá banh được luôn nha chay. Sí.
Xí. Con đá coi, con đá banh mẹ coi coi. Wow, good job, JD. Mèo sao? B-I-N-G-O 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 and JD was his name. Oh. Mũi xẹp ơi, mũi xẹp. Come here. Rồi đây, rồi đây mẹ cho nè. Con ngã mẹ đi. À. Khoanh tay lại hả mẹ đi. Giỏi, đây nè mẹ cho con nè. Đó, rồi đeo vô cổ đi, lấy đeo vô cổ đi. Đeo vô cổ, cái đó đeo vô cổ mới đẹp. Đeo vô cổ đi. Nè, bỏ mấy em vô luôn luôn nè. Sao? Chay lại mở cửa cho Lucky kìa. Ra mở cửa cho Lucky đi con. Bỏ đồ đó ra mở cửa cho Lucky, Lucky cần được vô nhà kìa, lại lên. Chay. Chơi mở cửa cho nó kỳ con. Wow. Nghe mùi gì không? Chơi nghe mùi gì không kìa? Bà có hỏi nghe mùi gì không kìa? Ừ. Đó tôi nghe có mùi sầu riêng. Trời đất ơi. Không kịp với nó luôn á. Rồi dành. Nó dành đó hả? Ừ. Nó dành, nó dành bà cố luôn. Nó dành với bà cố luôn á. Bà cố kêu nhường đây nó không chịu nhường. Trời ơi đã à ta. Ừ. Ôi đất ơi. Thấy chưa? Nó hai này để cho mẹ Ngọc. Bà cố với con. Người cái rưỡi. Ăn đồng chia đủ hả con? Ăn đồng chia đủ hả? Cuộc đời là ăn đồng chia đủ hả? Đúng rồi. Bố em Ngọc cũng cho cũng muốn rưỡi. Mẹ cũng muốn rưỡi. Ngọc cũng muốn rưỡi. Lớn nhỏ cũng muốn rưỡi. Từ từ, trời ơi, có kia. Nó dành ăn hết con bà cố luôn kìa. Để cho nó ăn đi, bà hai cứ ăn, để cho ăn, cứ ăn hết đi, khỏi chừa con chi. Nó ăn nhiều quá, tối em nóng con. Đâu phải bà cố muốn ăn nước của nó đâu. Nó ăn nãy giờ hơn một muối rồi đó. Wow. Bởi vì bà cố sợ quá. Dữ ta. Dù là cơn mưa bắn xa. Xe ghê, đủ quá. Không chưa. Dù tình chỉ là mong manh. Mẹ đẹp không? Con khao khát chờ. Đưa cho mẹ đi. Rồi tự nhiên ngang để đưa con chi cho con dơ tay con vậy? Đưa cho bà cố đi, tay tay mẹ đang sạch mà. Cứ để cho nó ăn miếng nữa đi bà. Ăn đi. Ôi ôi. Ôi đất ơi con kìa. Wow, good job vậy đi. Cô chú nào mà mới mốt mà muốn mời chơi về nhà chơi là ở nhà phải chăm sóc trái sầu riêng nha. Còn mấy là chơi lại chơi chơi không có vui đâu á. Cô chú phải có một trái sầu riêng để ở nhà. Là chơi giờ, theo liền. Giờ nó chuyển qua của mẹ Ngọc đó là đó. Chuyển qua của mẹ đi ăn đi con. Quá đã luôn. Bằng cái trứng nha. Nó hả, nó là hạt tiêu nhỏ nhỏ. Nó chay giờ bởi vì nhiều biệt danh đó, chay là bây giờ là con chim le le nè. Rồi cái gì nữa ta? Măng cục nè. Nhìn đi chi trái măng cục chứ phải. Rồi gì nữa? Nàng út trong bóng tre.
Hồng Hoài Nhi, cái tên Hồng Hoài Nhi dạo này không nghe bà cố kêu nữa nè. Và bà cố qua chuyến này là thấy đặt tên đặc biệt danh nó là cái gì nè? Hồng Hoài Nhi tại vì cái nơi xứng cái tên đó. Là nó xứng với tên đúng một tên Hồng Hoài Nhi ta hả? Ủa ba làm gì vậy trời? Quậy quá trời quậy. Ba làm gì vậy? Trời tự nhiên cái đem banh ra ngoài chơi, ba cũng rảnh lắm mấy chay hả? Bữa nay ngoài trời ui làm chán dễ sợ luôn. Thôi ở trong nhà ăn sầu riêng đi con. Trời ơi con hứng rồi, lấy cái tay hứng. Hồi nãy cái chị Sơn muốn tay cho nó, cái tới con tay cái là nó dơ ra, nó đưa cho bà Sơn mà hết hồn luôn. Tụi nói chuyện nhỏ thôi chứ có gì đâu mà hết hồn. Chuyện nhỏ vậy đó. Không ai mà không ai điếm đàn quá. Trời tự tự nhiên coi kêu con ta điếm đàn. Không, cái Hồng Hoài Nhi á. Bà Hai đang nói cái nhân vật trong TV á hả? Tôi tưởng bà Hai nó ăn chay chứ. Không, chay. Rồi đút cho mẹ hả? Miếng ơi. Wow, so good. Thank you JD. Mẹ cảm ơn con nha. Thương không? Thấy mẹ không ăn được là đem đút cho mẹ ăn đó. Cố đút cho mẹ ăn nữa đó cô. Đảm bảo chạy. Đút cho mẹ ăn không? Đút cho mẹ ăn đi. Là đút cho mẹ ăn đi con. Lấy hết tay của tôi à. Nhiễu cùng rung nữa khổ. Đây đây. Đây. Wow. Tán chiều trời đi. Giỏi quá. Bà Thảo ăn như vậy nha con. Đem được cô ấy à chà. Có chị còn một cái là có một cái. Ồ. Nói hai, ta nói tới ăn sầu riêng là hả, không có còn cố, không có còn tình đồng cố gì. Không có còn cố với con ăn sầu riêng là giống như vô sòng bài vậy. Con mới tính nói luôn, giống như siêu sòng bài á. Vô sòng bài không có còn chị với em anh em gì á. Không có cha mẹ gì đó. Sát dán á nè. Mốt chay đứng lên là chị chay để chơi đến bài tiết lên. Đó. Nó. Thôi, mà mốt chơi đi tiếng lên đi, chơi xì giác đi. Ba nó còn biết chơi tiếng lên á. Ba không biết mấy cái đó đâu. Không biết thì tự nhiên you know. Không. Người ta chơi đến bài cho vui. Vui không biết, càng ngày nó càng học cái gì nó học. Chơi mà, có ai tưởng tượng nổi chơi lớn lên gì đến bài. Hai người đi vô casino biết luôn. Hai người cứ qua Vegas biết luôn á chơi hả? Trong bọc mèo biết á. Cha cho bà. Nghĩa là tới tháng là ảnh tiền ra vô có cúng hết. Vậy hả? Cúng hết, giết bà tức quá bà nói như vậy. Nó mà còn một lần nữa là mày bỏ nó nha. Mày không có được lấy nó. Nhưng nó có con, bà nó có con tao nuôi phụ. Không ở với nó nữa. Cái con bê rô nó ok. Trời ơi, giờ tới rửa tay. Trời ơi, bà tắm. Trời ơi, lại vô ba tắm cho con này con. Ba tắm. Vô tắm đi con. Mấy ba. Tắm.